Chào mừng bạn đã dừng chân tại trạm đọc. Mình là Thân Thi và cùng với tác giả Minh Đào, ngày hôm nay chúng ta sẽ đón nghe bài viết Nhưng có lẽ là từ gây bi thương nhất, vì một cách dùng của nó là để nói những điều bạn sắp sửa không muốn nghe, nhưng khiến bạn vui thoáng chốc trước khi làm bạn rất buồn. Nó xoa nhẹ trước khi đấm rất mạnh. Và thường thì chẳng có gì tốt đẹp sau khi nhưng được cất lên. Trước nhưng, thế giới này thật tươi đẹp. Sau nhưng, cuộc đời này chẳng đáng có. Tôi rất thích cậu, nhưng em vẫn còn tình cảm, nhưng mình đừng. Em làm việc rất giỏi, nhưng mà công ty. Nhưng đưa bạn đến đỉnh cao của hy vọng, rồi đẩy bạn xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Nhưng phủ định mọi điều trước đó để càng khẳng định mạnh mẽ những điều sau nó. Cậu muốn nghe tin tốt hay tin dữ trước? Nếu muốn nghe cả hai, tớ sẽ dùng chữ nhưng. Nỗi buồn theo sau niềm vui khiến nó càng trở nên tê tái, bởi nó tạo ra sự mâu thuẫn trong lòng người nghe. Nếu đã vậy, tại sao lại không như thế? If A, then why not B? Sao lại phải anh rất tốt, nhưng em rất tiếc? Nhưng giúp người ta từ chối nhẹ nhàng trong ngắn hạn, nhưng là tạo ra sự nuối tiếc trong dài hạn. Nó khiến sự logic trở nên phi logic. Nếu vế trước người đã nói rất thích mình, thì vế sau tại sao lại bảo không thể yêu mình? Nó là một cách để nói giảm, nhưng rốt cuộc ta vẫn không thể tránh được băn khoăn sao lại cần nhưng. Người làm ta đau lòng nhất là người nói nhưng với ta nhiều nhất. Nhưng như những khúc cua bẻ lái cuộc đời đầy hy vọng của chúng ta về những nơi ta không biết trước. Sau mỗi lần nhưng là một lần vấp ngã, và bạn không thể biết ai sẽ không đánh ngã mình. Nhưng chia cuộc đời của chúng ta thành hai nửa, tốt và xấu, dễ nghe và không muốn nghe, đáng sống và chán sống, và kết nối hai phần này lại qua từ nối đó. Giá như cuộc đời không có nhưng, nhưng như thế hình như nó lại không còn là cuộc đời. Cảm ơn bạn đã lắng nghe Trạm Đọc và tác giả Minh Đào. Nếu yêu thích những nội dung Trạm Đọc chia sẻ, đừng quên like, theo dõi và chia sẻ video của Trạm nhé.